Em Khánh xin được kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Vâng, đầu xuân năm mới thì em cũng hơi bận một chút nên hôm nay mới lên được video bán xe cho quý anh chị chiêm ngưỡng những cái chiếc xe mới cập bến tại showroom em. Vâng. Khai xuân thì em cũng xin gửi tới quý anh chị khách hàng cũng như là những người luôn theo dõi và ủng hộ em trên kênh YouTube thì chúc mọi người một năm thật là nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, mọi sự đều hanh thông. Và hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu tới quý anh chị một cái chiếc xe, một cái dòng sản phẩm chủ lực của bên em. Đây là chiếc Land Cruiser 4.6 VX model 2017. Phiên bản này được nhập khẩu về qua chính hãng tại Việt Nam. Xe chiếc này của em thì sản xuất vào năm 2016 và đăng ký tháng 1 năm 2017. Một chủ sử dụng từ đầu. Xe đã được kiểm tra chất lượng kỹ càng trước khi bên em nhập về. Em cũng có đăng bài viết trên cái thanh tab cộng đồng của em rồi. Xe đã được nâng gầm kiểm tra kỹ càng từ máy móc khung gầm bệ. Tất cả những cái đồ nội thất cũng như là phụ kiện của xe đều nguyên bản hết. Một chiếc Land Cruiser rất là đều và được bảo dưỡng đều đặn. Chất xe cực kỳ đẹp. Xe có ngoại thất là màu đen và nội thất là màu đen. Biển Sài Gòn anh chị nhé. Sang tên nếu mà mình ở Hà Nội thì sang tên sẽ chỉ mất tiền thuế thôi. Cruiser thì nó vẫn là một cái dòng xe Việt dã rất là bền bỉ và rất là khỏe. Nó sử dụng động cơ hút khí tự nhiên 4.6, một trong những cái động cơ hút khí tự nhiên mạnh nhất của Toyota. Xe cực kỳ khỏe luôn, anh chị nào mà đang chạy Prado chuyển sang con này mà đi một thời gian thì tê tái luôn, cực kỳ thích. Thất của chiếc xe đây, cái chất da nó vẫn rất là lì. Xe chiếc này thì chạy được hơn 8 vạn rồi, sau 6 năm sử dụng xe chạy được hơn 8 vạn. Tất cả cái nội thất của xe vẫn còn nguyên bản. Cái form này thì bắt đầu từ 2016 là đã có form này rồi. Bi LED với cái cường độ chiếu sáng rất là tốt. Đó. Lốp rất là dày. Đây, cả 4 lốp đây, ránh lốp còn rất là cao. Về cái không gian của xe thì độ rộng rãi thì em chắc em cũng không phải giới thiệu nhiều nữa rồi. Land Cruiser thì ngồi rất là rộng rãi, thoải mái, kể cả khoảng trần xe này cho đến cái khoảng để chân cho hành khách phía sau rất là thoải mái. Ghế to bản, ngồi tựa lưng rất là thoải mái. Một cái chiếc xe rất là cơ bản, SUV hạng sang, SUV cỡ lớn, rất là bền bỉ. Thất đầy đủ các cái chức năng cơ bản. Đây, cho anh chị xem về cái chất máy của nó nhé. Chung là cái dòng này, Land Cruiser này, nó cấu trúc nó rất là đơn giản, chẳng có cái gì để mà hỏng cả. Rất là bền luôn. Đó cũng chính là cái lý do vì sao mà Land Cruiser nó là một trong những cái dòng xe ô tô giữ giá nhất tại Việt Nam. Land Cruiser với cả LX570 xe Nhật thì là cấu trúc kỹ thuật của nó không phức tạp như xe Đức, nên là các cái chi phí về bảo dưỡng
bảo hành nó cũng rất là rẻ. Đây, tất cả những cái khung này, khung cái sassi vẫn còn nguyên bản nhá anh chị nhá. Đó. Từ máy móc capo này, keo chỉ, tất cả đều còn nguyên zin hết. Xe của em Khánh bán ra thì luôn luôn được cam kết đầy đủ chất lượng xe bằng văn bản cho anh chị. Anh chị mua xe của em thì yên tâm về chất lượng. Em cũng đã bán rất nhiều Land Cruiser cả lấy 570 rồi. Chỉ có thể kiểm tra check test. Một chiếc rất là đẹp, rất là đẹp theo đánh giá cá nhân của em. Cốp cơ nhá. Đấy. Cốp cơ đẩy lên rất là nhẹ, có cái ti, hai cái ti thủy lực nó hỗ trợ cho mình. Đây. Cái khoảng để không gian để đồ phía sau này rất là rộng rãi. Đó, ghế là hàng ghế thứ ba là ghế treo. Treo lên hai bên gọn gàng. Anh chị nào mà không dùng đến hàng ghế thứ ba thì treo lên để được một cái không gian để hành lý cũng như là các cái đồ đạc rất là rộng rãi. Đó, trần xe này. Đây, trần xe vẫn còn rất là mới nhá. Mới tinh. Cái này thì hồ sơ em cũng rút sẵn rồi, sang tên cũng nhanh gọn thôi, trong 1-2 ngày là xong. Các cái thủ tục về sang tên đổi chủ như là hỗ trợ ngân hàng thì em vẫn hỗ trợ từ A đến Z cho anh chị. Chạy hơn 8 vạn. Này thì ở phiên bản 16-17 cái màn hình của nó vẫn chưa có màn hình, chỉ là một cái hệ thống ở đây thôi, hệ thống giải trí rất là đơn giản. Đó, có thể anh chị có thể lắp thêm một cái màn hình Android ở đây. Đó, trước em cũng lắp nhiều cho khách hàng rồi, khi mà mua những cái xe Land Cruiser đời này để lắp thêm, mình có thể lắp thêm màn hình dùng SIM, có bản đồ Việt Nam, xem YouTube rất là tiện lợi. Cái đấy thì đơn giản thôi. Xe được bảo hành bảo dưỡng đều đặn. Độ cách âm của xe, ngồi trong xe Land Cruiser thì là cực kỳ thoải mái. Một chiếc SUV cỡ lớn đảm bảo được cho những cái người ngồi trong xe sự an toàn tuyệt đối cũng như là riêng tư. Đàn điều hòa này, Land Cruiser, những cái dòng xe SUV cỡ lớn này thì cái dàn điều hòa của nó làm mát rất là nhanh, rất là thoáng, rất là nhiều cửa gió từ hàng ghế trước cho đến hàng ghế sau. Hàng ghế sau chúng ta cũng có một cái bảng để điều khiển điều hòa ở đây. Chị có thể nhìn thấy đây. Đó. Đây là các cái hệ thống hỗ trợ vận hành này, rất là đơn giản thôi mà đầy đủ. Các cái chế độ tùy chỉnh, tùy chọn V-size. Hệ thống sấy sưởi làm mát cho hai ghế trước. Chiếc này thì em đang bán 3.4 tỷ. Đó, một cái mức giá rất là tốt cho năm mới. 3.4 tỷ quý anh chị nhé. Và chắc chắn là em sẽ có lì xì may mắn đầu năm cho quý anh chị rồi. Giá thì anh chị có thể thiện chí thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua hotline. Em sẽ cho anh chị cái giá tốt nhất. Rồi, em cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở những siêu phẩm tiếp theo trong năm nay nhé.